trời hả, ông đi mò mà cái rắn tanh như gọi là giờ gần như giống rắn tanh như chùa Bà Đanh luôn á. Mà đứng cái chỗ này thì Louis Vuitton nó đẹp quá đẹp đó nè. Dương ha. Đó. Làm LV còn gọi là làm vườn. Mà làm vườn á, làm vườn mới có được LV. Đẹp luôn. Các bạn coi nào đó nhìn nè. Không tanh luôn luôn. Ăn cái mò ở góc đèo thường thường tanh lắm luôn các bạn. Đông lắm nha. Wow. Thank you.
nước của Ấn Độ đỡ. Ở dưới kia đi chứ, ở dưới kia chưa đi. Để các bạn xem mọi các cái mòn này luôn. Tìm ở trong không có